Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó là Suvia Story Rush 6. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Mình nín thở nào. Đấm phát. Ôi, lườn lách cái này thì làm gì đây? Màu này đi. Chọn gì đây? Con chim đi. Ui, đang bị đuổi theo. Chung điện thoại vào đây này. Chọn điện thoại luôn. Hối lộ một quả cam. Cầm một con dao. Thank you.
ném cho anh chàng này mấy quả bóng. Hắn vẫn đang đuổi theo chúng ta. Đó là thì mình sẽ cục dây dày lại. Gạt cần xanh đi. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này. Poppy Squid. Where are you? Let's go. Ui, thanh niên cầm đao này có vẻ đầu gối. Ông già này đuổi theo mình này các bạn ơi. Ôi. Mình chủ quan quá. Let's go. Oh, vô sảy này. Oh, đừng đuổi theo tôi. Bạn gì ơi, đừng đuổi theo tôi. Ủa. Ui. Cách tuyệt nhất là khi tôi bị đuổi theo thì tôi sẽ dẫn bạn đến một đối thủ khác. Để tôi sống sót được ở đây 30 giây thôi. Thế mà vẫn dính à? Ô
Mình sẽ hết giờ rồi. 2, 1, hết giờ. Đã nhảy lên đến đây rồi. Ghê thật đấy. Sự ám ảnh trong trò chơi này đây. Thật luôn, cái trò chơi này thật ám ảnh mình đã mang rồi. Cái map này rất là khó. Chỉ riêng cái map này thôi. Trò chơi này thì mình đã là hay. Đi chuyển chúng ta phải thật thận trọng. Chúng ta thôi, chúng ta lại phải chơi lại từ đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Thực sự là may mắn. Yeah. Tiêu đi phía đâu đấy. Mục tiêu của chúng ta là tìm được mọi người. Anh em làm tốt nha. Mình sẽ chuyển qua tự game tiếp theo nào. Bunga quochi piasumnida. Bunga quochi piasumnida. Bunga quochi piasumnida. Còn thừa rất là nhiều thời gian. Thank you.
my gosh, đối thủ vào hẳn hai quả bóng rồi. Thử thách gì mà khó vậy? Ủa? Ôi sao? Chắc chắn mình sẽ thua rồi. Ôi, mình có phải là người chơi tồi đâu nhờ. Yeah. Kết thúc sớm đi. Chuyển qua Tomero, tựa game tiếp theo trong video này, một tựa game rất là thank you.
3, 2, 1, go! Oh! Người về đích trước mình rồi. Ồ. Chạm nhẹ thôi cũng không được. Chậm một bước là chậm rất nhiều bước. Các đối thủ đã về đích hết rồi. Đứng thô tẩn ở đây làm gì nữa, người ta về đích hết rồi. Hù. Đây là đây rồi. Cố lên cố lên. Nên dẫn đầu đoàn đua. Yeah. Sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Tiếp theo trong video này mình muốn giới thiệu với các bạn. Ui. Còn gì nữa đâu. Chúng ta đang nâng cấp. Mọi người hãy này. Sẽ nâng cấp. Đang mình lên. Mất phải nâng cấp chút máu nữa. Bây giờ đối thủ của chúng ta giờ đây đã quá mạnh rồi. Đang thôi không đủ.
One Hit. Mình sẽ review tựa game cuối cùng của video này. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like và subscribe. Comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.